Tôi đến cái vùng này. cái làng nủ thì thực sự là rất đau xót, bao cao bấy cao anh chị như vậy. Thủ tướng bật khóc nức nở khi nhắc đến làng nủ. thầy Minh Tuệ trả lời nghe mà thấm. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Cuộc Du Hành nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em. Trong một buổi gặp gỡ với người dân tại một sự kiện gần đây, Thủ tướng đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc nức nở khi nhắc đến làng Nù, một ngôi làng nhỏ bé và nghèo khó, nơi mà người dân đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, tình yêu thương và lòng nhân ái. Đây là một hình ảnh hiếm hoi về một vị lãnh đạo cấp cao không chỉ quan tâm đến vấn đề chính trị, kinh tế mà còn chạm đến những khía cạnh sâu xa của cuộc sống con người. Nỗi xúc động của Thủ tướng không chỉ là sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là biểu tượng của sự trân trọng và lòng yêu mến đối với những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Làng Nủ là một trong những vùng đất khó khăn của đất nước, nơi người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp và phải đối mặt với những thử thách từ thiên tai, khí hậu khắc nghiệt và điều kiện sống nghèo nàn. Tuy nhiên, điều khiến thủ tướng cảm động chính là tinh thần kiên cường của người dân nơi đây. Dù thiếu thốn về vật chất, nhưng người dân làng nủ vẫn giữ vững được sự lạc quan, đoàn kết và lòng hiếu khách. Họ biết sẻ chia với nhau từng chén cơm, từng giọt nước trong những lúc khó khăn nhất. Thầy Minh Tuệ, một nhà sư được người dân kính trọng, đã có những lời chia sẻ đầy thấm thía. Thầy không chỉ nói về lòng từ bi mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh và cống hiến cho cộng đồng. Thầy Minh Tuệ chia sẻ rằng, cuộc sống không chỉ là việc theo đuổi vật chất, mà còn là việc chúng ta sống vì nhau, biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Những lời nói giản dị nhưng chân thành ấy đã khiến nhiều người, trong đó có Thủ tướng, phải lặng người suy ngẫm. Khi nhắc đến làng nủ, Thủ tướng không thể giấu nổi cảm xúc khi nghĩ về những gì mà người dân nơi đây đã trải qua. Ông xúc động nói rằng, trong suốt quá trình công tác, ông đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng những câu chuyện về sự hy sinh, kiên trì và lòng nhân ái của người dân làng Nủ đã để lại trong ông những ấn tượng sâu đậm. Thủ tướng bày tỏ rằng, ông không chỉ nhìn thấy sự nghèo khó ở làng Nủ, mà còn thấy được sức mạnh của tình yêu thương và sự đoàn kết giữa những con người nơi đây. Đó là những giá trị mà ông hy vọng sẽ được lan tỏa và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đất nước. Những giọt nước mắt của thủ tướng không chỉ là sự xúc động cá nhân mà còn là biểu hiện của lòng trắc ẩn, sự đồng cảm với người dân. Nó cho thấy một hình ảnh khác về lãnh đạo, một hình ảnh gần gũi và nhân ái. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý và điều hành đất nước, thủ tướng còn quan tâm đến từng hoàn cảnh cụ thể, từng số phận con người. Sau buổi gặp gỡ Thủ tướng hứa sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ người dân làng Nủ, từ việc cải thiện điều kiện sống, xây dựng hạ tầng đến việc hỗ trợ phát triển kinh tế. Ông cam kết rằng làng Nủ sẽ không còn phải đối mặt với những thiếu thốn, khó khăn như trước nữa. Cùng với đó, thầy Minh Tuệ cũng đã gửi lời kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng chung tay góp sức để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân làng Nủ và những nơi còn gặp khó khăn. Tình cảm chân thành của thủ tướng cùng với những lời chia sẻ sâu sắc của thầy minh tuệ đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ đó là một lời nhắc nhở về giá trị của sự đồng cảm tình yêu thương và sự sẻ chia những điều không thể thiếu trong một xã hội phát triển bền vững thủ tướng phạm minh chính đã chứng tỏ sự tận tâm và trách nhiệm cao cả của mình trong giai đoạn khó khăn khi trực tiếp chỉ đạo các hoạt động ứng phó với thiên tai trong suốt thời gian bão lũ hoành hành Thủ tướng không ngừng lăn xả, làm việc không ngơi nghỉ để đảm bảo các chỉ đạo và biện pháp ứng cứu kịp thời nhất được thực hiện. Từ những ngày đầu của cơn bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không chỉ theo dõi tình hình từ xa, mà còn trực tiếp có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Ông đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan chức năng, yêu cầu cập nhật liên tục tình hình thiên tai và đề ra các phương án ứng phó hiệu quả. Thủ tướng đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ cho các địa phương bị thiệt hại, đặc biệt là những nơi bị ngập lụt nghiêm trọng và các vùng bị lũ quét. Trong những chuyến thị sát thực tế, thủ tướng đã không ngần ngại dầm mình dưới mưa gió đến tận nơi thăm hỏi và động viên đồng bào. Sự hiện diện của ông không chỉ thể hiện tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ mà còn mang lại sự ấm áp tinh thần cho người dân trong những lúc khó khăn nhất. Thủ tướng đã khuyến khích người dân vững tin và kiên cường vượt qua thử thách. Đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tình hình được cải thiện hoàn toàn. Công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả bão lũ đã được triển khai với sự chỉ đạo sát sao của thủ tướng. Ông đã yêu cầu các cơ quan liên quan phải ưu tiên các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo không có hộ gia đình nào bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo việc tổ chức các đoàn cứu trợ, phân phối hàng hóa thiết yếu và thuốc men đến các vùng bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai đến đời sống người dân. Mặc dù cơn bão và lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại và khó khăn, sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần làm ấm lòng đồng bào trong những ngày báo táp. Ông đã trở thành biểu tượng của sự lãnh đạo tận tâm và sự chăm sóc chu đáo đối với cộng đồng trong lúc thiên tai hoành hành. Sự hiện diện và nỗ lực của thủ tướng trong giai đoạn này không chỉ thể hiện sự trách nhiệm cao cả mà còn khẳng định sự quyết tâm của chính phủ trong việc bảo vệ và chăm sóc nhân dân. Đồng bào vùng lũ đã cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của chính phủ qua các hành động thiết thực. Từ đó tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua khó khăn. Chính nhờ những chỉ đạo kịp thời và sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng, nhiều gia đình đã có thể vững tin tiếp tục cuộc sống và phục hồi sau thiên tai. Trong khi bão gió thét gào và lũ lụt tàn phá, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không ngừng lăn xả, làm việc không mệt mỏi để bảo vệ và hỗ trợ đồng bào. Sự tận tâm và chỉ đạo quyết liệt của ông đã góp phần quan trọng vào công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân vùng lũ vững tin hơn vào sự hỗ trợ của chính phủ và hy vọng vào sự phục hồi nhanh chóng. Trong một buổi chia sẻ với cộng đồng, Thầy Minh Tuệ đã nhấn mạnh một quan điểm sâu sắc về mối liên hệ giữa môi trường và các sự kiện tâm linh. Thầy cho rằng, trong bối cảnh một số hiện tượng thiên nhiên nghiêm trọng như rông sét, lũ lụt và các thảm họa khác đang diễn ra ngày càng nhiều ở Việt Nam, có một quan điểm tâm linh cần được xem xét. Thầy Minh Tuệ bắt đầu bằng cách đề cập đến một hiện tượng mà nhiều người trong cộng đồng vẫn thường xuyên nhắc đến, sự liên hệ giữa những biến động của thiên nhiên và các yếu tố tâm linh. Theo quan điểm của thầy, không ít người đã liên kết những sự kiện thiên nhiên nghiêm trọng như rông sét, lũ lụt hay động đất với các nguyên nhân tâm linh. Cụ thể, họ cho rằng những hiện tượng này có thể là dấu hiệu của sự tức giận hay bất mãn từ các thế lực siêu nhiên, đặc biệt là từ thiên nhiên. Thầy Minh Tuệ giải thích rằng, trong truyền thống tâm linh của nhiều nền văn hóa, thiên nhiên thường được coi là một thực thể có ý thức và cảm xúc. Những sự kiện thiên nhiên như rông sét và lũ lụt đôi khi được xem là phản ứng của thiên nhiên trước những hành vi của con người. Theo quan niệm này, khi con người có những hành động sai trái, thiếu trách nhiệm hoặc không tôn trọng các quy luật tự nhiên, thiên nhiên có thể phản ứng bằng cách tạo ra những hiện tượng thiên tai để nhắc nhở hoặc trừng phạt. Thầy Minh Tuệ không phủ nhận rằng các hiện tượng thiên nhiên có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người. Tuy nhiên, thầy cũng nhấn mạnh rằng việc liên hệ những hiện tượng này với sự tức giận của thiên nhiên cần được tiếp cận một cách cân nhắc và hiểu biết. Thầy cho rằng, thay vì chỉ đổ lỗi cho các yếu tố tâm linh, cần phải nhìn nhận một cách toàn diện về nguyên nhân của các thảm họa thiên nhiên theo thầy trong nhiều trường hợp các hiện tượng như dông xét và lũ lụt có thể được giải thích bằng các yếu tố khoa học như biến đổi khí hậu sự thay đổi của môi trường sống và các yếu tố tự nhiên khác tuy nhiên việc kết hợp các quan điểm tâm linh vào phân tích này có thể giúp con người nhận thức rõ hơn về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên nó cũng có thể khuyến khích con người sống hòa hợp hơn với môi trường và tôn trọng các quy luật tự nhiên Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc hiểu và tôn trọng các yếu tố tâm linh không chỉ giúp con người có cái nhìn sâu sắc hơn về các hiện tượng thiên nhiên mà còn thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường. Thầy kêu gọi mọi người không chỉ dựa vào các giải thích tâm linh mà còn cần phải áp dụng kiến thức khoa học để đối phó với các thách thức từ thiên nhiên. Đồng thời, thầy cũng khuyến khích cộng đồng duy trì lòng từ bi và sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Coi đó là một phần của hành trình tìm kiếm sự hòa hợp và cân bằng trong cuộc sống. Từ những chia sẻ của thầy Minh Tuệ, có thể thấy rằng việc kết hợp giữa hiểu biết tâm linh và kiến thức khoa học có thể giúp con người có cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Điều này không chỉ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy sự hòa hợp và tôn trọng giữa các yếu tố tự nhiên và con người sự tôn kính mà công chúng dành cho thầy minh tuệ dù bị phủ nhận bởi một số nhà chức trách phật giáo vẫn là một hiện tượng đáng chú ý mặc dù thầy minh tuệ và một số cơ quan phật giáo ở việt nam đã chính thức khẳng định rằng thầy không phải là một nhà sư trong hệ thống phật giáo chính thống nhưng điều đó không ngăn cản được sự kính trọng và ngưỡng mộ của công chúng dành cho thầy sự tôn trọng này xuất phát từ những đức tính và phẩm hạnh mà thầy Minh Tuệ đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Thầy Minh Tuệ nổi lên như một nhân vật tâm linh có ảnh hưởng sâu rộng nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của mình cho cộng đồng. Dù không được công nhận chính thức trong hệ thống Phật giáo, thầy vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân nhờ vào các hoạt động từ thiện, truyền bá những giá trị tâm linh và đạo đức. Công chúng nhìn nhận thầy không chỉ qua danh sưng mà qua hành động và tấm gương mà thầy đã đặt ra một trong những lý do chính khiến công chúng tiếp tục tôn kính thầy minh tuệ là bởi những đức tính nổi bật của thầy thầy minh tuệ được biết đến với lối sống giản dị tận tâm và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác các hoạt động từ thiện mà thầy thực hiện như việc cứu trợ cho các cộng đồng gặp khó khăn hỗ trợ những người nghèo khổ đã khiến nhiều người cảm thấy cảm phục và kính trọng Thầy luôn giữ vững lòng từ bi và nhân ái. Điều này đã tạo nên hình ảnh một người lãnh đạo tinh thần đáng tin cậy trong mắt công chúng. Mặc dù một số nhà chức trách Phật giáo đã công khai phủ nhận vai trò của thầy Minh Tuệ như một nhà sư, công chúng vẫn tiếp tục xem thầy là một hình mẫu về phẩm hạnh và trí tuệ. Thầy Minh Tuệ đã chứng minh rằng sự tôn kính không chỉ đến từ các danh xưng hay vị trí chính thức mà còn từ những hành động và ảnh hưởng tích cực mà một người có thể mang lại cho xã hội đối với nhiều người việc phủ nhận từ các cơ quan chính thức không làm giảm đi giá trị và ảnh hưởng mà thầy minh tuệ đã tạo ra những giá trị mà thầy truyền tải vẫn được công nhận và đánh giá cao bởi chúng không chỉ đơn thuần là lý thuyết mà còn được thể hiện qua các hành động thực tế và cảm nhận sâu sắc từ những người đã được thầy giúp đỡ sự tôn kính của công chúng đối với thầy minh tuệ cũng phản ánh một phần trong cách mà xã hội hiện đại đánh giá những nhân vật tâm linh trong khi các cơ quan chính thức có thể đưa ra các quyết định và công nhận theo quy định của họ công chúng thường nhìn nhận và đánh giá một người qua những giá trị thực tế mà người đó mang lại thầy minh tuệ với những đóng góp tích cực của mình đã tạo dựng được một vị trí đặc biệt trong lòng người dân dù bị phủ nhận bởi một số nhà chức trách phật giáo sự tôn kính mà thầy minh tuệ nhận được từ công chúng vẫn là một minh chứng cho sự ảnh hưởng của những đức tính và phẩm hạnh mà thầy đã thể hiện công chúng đánh giá cao thầy không chỉ qua danh xưng mà qua những hành động và ảnh hưởng tích cực mà thầy đã mang lại cho xã hội điều này cho thấy rằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ không chỉ đến từ danh vị chính thức mà còn từ những giá trị thực sự mà một người có thể cống hiến trong thời gian gần đây công luận và các nhân sĩ trí thức trong đảng đã bày tỏ sự quan ngại và bức xúc sâu sắc trước những hành động thiếu nhân đạo của một số cá nhân và tổ chức trong giáo hội phật giáo những hành động này không chỉ làm tổn thương đến người đồng tu mà còn khiến dư luận ngày càng hoài nghi về đạo đức và trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo hiện tại trước đây một số cơ quan và lãnh đạo đã ra công văn lên án sư Minh Tuệ, không công nhận ông là tu sĩ và chỉ trích các hoạt động của ông. Điều này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, xa khi mà sư Minh Tuệ đã được biết đến với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và những hành động nhân đạo đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, những phản ứng từ phía giáo hội Phật giáo lại càng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Mới đây việc các ông sư không đủ phẩm hạnh và những cá nhân không xứng đáng trong giáo hội tìm cách chiếm đoạt tu viện minh đạo đã khiến cho dư luận càng thêm bất bình tu viện minh đạo không chỉ là nơi thờ tự tôn nghiêm mà còn là nơi nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa và bất hạnh hành động chiếm đoạt này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các giá trị tâm linh mà còn làm tổn thương sâu sắc đến những em nhỏ đang được chăm sóc tại đây sự việc này cho thấy một bức tranh không mấy sáng sủa về tình trạng hiện tại của giáo hội phật giáo thay vì hướng đến việc phát triển đạo đức và tinh thần chân chính một số thành viên trong giáo hội lại đang tập trung vào những mưu đồ cá nhân làm suy yếu hình ảnh của phật giáo trong mắt công chúng điều này không chỉ làm mất đi sự tin tưởng của người dân mà còn khiến cho các hoạt động tôn giáo trở nên thương mại hóa và xa rời bản chất của giáo lý những hành động này đã khiến cho nhiều lãnh đạo trong đảng và nhân sĩ trí thức phải lên tiếng phản đối họ cho rằng việc chiếm đoạt các cơ sở tôn giáo đặc biệt là những nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi là một hành động hoàn toàn không có nhân đạo nó thể hiện sự thờ ơ đối với những hoàn cảnh khó khăn và làm suy giảm niềm tin của xã hội vào các tổ chức tôn giáo có thể nói sự việc này đã mở ra một cuộc tranh luận sâu rộng về tình trạng của giáo hội Phật giáo hiện nay. Đặc biệt là trong bối cảnh mà nhiều người cảm nhận rằng giáo hội đang bước vào thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ này được đặc trưng bởi sự suy giảm về mặt lãnh đạo tinh thần chân chính, sự thương mại hóa các hoạt động tôn giáo và sự sa sút trong đạo đức của một số cá nhân trong giáo hội. Việc các lãnh đạo và nhân sĩ trí thức bày tỏ sự quan ngại và bức xúc không chỉ là phản ứng trước một hành động cụ thể mà còn là sự phản ánh của một tâm trạng chung đối với sự suy tàn của các giá trị tâm linh và đạo đức trong xã hội. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự cải cách và hồi sinh trong giáo hội Phật giáo để khôi phục lại sự tin tưởng của người dân và giữ gìn những giá trị tâm linh chân chính. Tình trạng hiện tại của Phật giáo ở Việt Nam đang được mô tả là đang trong thời kỳ mạt pháp, một giai đoạn mà nhiều người cảm nhận sự suy tàn và suy giảm trong các giá trị tâm linh cốt lõi của Đạo Phật. Mạt Pháp, theo quan niệm của Phật giáo, là thời kỳ mà những giá trị và nguyên tắc của giáo Pháp bị lạm dụng hoặc không còn được thực hành một cách chân chính. Hiện tượng này thể hiện rõ qua các dấu hiệu của sự thương mại hóa trong các hoạt động tôn giáo và sự suy giảm về mặt lãnh đạo tinh thần. Một trong những đặc điểm nổi bật của thời kỳ mặt Pháp là sự thương mại hóa các hoạt động tôn giáo. Trong nhiều chùa chiền và cơ sở tôn giáo, việc thu hút tín đồ và tăng cường tài chính trở thành mục tiêu hàng đầu các hoạt động từ thiện lễ hội và nghi lễ tôn giáo đôi khi bị biến tướng thành các sự kiện thương mại nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và gia tăng nguồn thu điều này dẫn đến việc mất đi bản chất tâm linh và thuần khiết của các hoạt động tôn giáo thay vào đó là sự tập trung vào lợi ích kinh tế và sự cạnh tranh sự thương mại hóa không chỉ làm giảm giá trị của các hoạt động tôn giáo mà còn gây ra những mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng phật giáo các nhà sư và lãnh đạo tôn giáo có thể bị áp lực để đáp ứng nhu cầu của tín đồ và duy trì hoạt động kinh doanh thay vì tập trung vào việc tu hành và giảng dạy giáo lý chân chính điều này dẫn đến việc nhiều người nghi ngờ về sự chân thành và tinh thần của các nhà sư và cảm thấy mất niềm tin vào các cơ sở tôn giáo ngoài sự thương mại hóa sự suy giảm về mặt lãnh đạo tinh thần cũng là một vấn đề nghiêm trọng nhiều người cảm thấy rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện nay không còn thể hiện được phẩm hạnh và trí tuệ như trước đây thay vì trở thành những người hướng dẫn tinh thần và mẫu mực trong việc tu hành một số lãnh đạo tôn giáo đang trở thành những nhân vật có ảnh hưởng nhưng thiếu sự chân thành và trách nhiệm sự thiếu hụt lãnh đạo tinh thần chân chính khiến cho cộng đồng phật giáo mất đi sự định hướng và động lực để duy trì các giá trị cốt lõi của đạo phật cộng đồng phật giáo đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì và phát triển các giá trị tâm linh truyền thống việc giáo pháp bị biến tướng và các hoạt động tôn giáo trở nên thương mại hóa đã tạo ra sự phân hóa và giảm sút niềm tin trong xã hội nhiều tín đồ cảm thấy bất an và hoài nghi về sự thực hành và sự chân thành của các nhà sư và cơ sở tôn giáo hiện tại để đối phó với tình trạng mạt pháp cần có những nỗ lực mạnh mẽ để khôi phục lại sự chân chính trong việc thực hành tôn giáo và lãnh đạo tinh thần các cơ sở tôn giáo cần trở lại với bản chất thuần khiết của giáo lý phật giáo tập trung vào việc giảng dạy và thực hành những giá trị tâm linh thực sự đồng thời cần có sự cải cách và kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự thương mại hóa và lạm dụng trong các hoạt động tôn giáo. Tình trạng Phật giáo hiện nay ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm sự thương mại hóa và sự suy giảm lãnh đạo tinh thần chân chính. Để phục hồi giá trị cốt lõi của đạo Phật và duy trì niềm tin của cộng đồng, cần có sự nỗ lực toàn diện từ cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng tín đồ để đưa Phật giáo trở lại với những giá trị tâm linh và chân chính. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này? Xin hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy Minh Tuệ cũng như sư Minh Đạo ở phần bình luận dưới video này. Chúng ta hãy cùng hành nguyện theo con đường tu hành đúng đắn, theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không ngừng nghỉ của sư thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị cảm thấy thanh thản và được chữa lành khi nghe những chia sẻ trong video, xin hãy đăng ký kênh nhấn like và chia sẻ những điều tốt lành này với gia đình và những người thân yêu của bạn để cùng theo dõi